đôi lúc có vợ mà cũng có lợi mà đôi lúc cũng có hại nó nữa nha anh ba. Là lý do là ví dụ như mà tới mà tháng mưa á, tháng mưa đó mình được có cái mình da mình đắp mình ôm ha. Rồi còn mà có cái hại á, là mùa nắng á, nó hầm hì á, nó bắt đầu bu bu lại nó hồi nách chết nó đi được á. Chạy lăn nách đâu? Vậy? Chạy lăn nách đâu? Khử mùi hả? Khử mùi nó lăn vô. Còn thấy cái mặt xấu xấu cái ta chụp hình con nhỏ mà con nhỏ gì Ngọc Trinh gì đó ta dán vô cái mặt đó má đâu có biết gì đâu tối rồi dán vô nó cũng như nào nhau à. Phải không được không không được mày hỏi ông hỏi cái ông anh này coi thề học máu ta té đái đi nó té hoài luôn té đái hoài ngày nào cũng té. Trở lại với kênh của Điệp, cũng gửi lời chào cô dì chú bác anh chị nha. Điệp cũng xin gửi lời chào cả nhà YouTuber và các anh em nông nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp đi sang mặt ông với Út Được TV và anh Út. Nó đứng hình đi luôn cả. Rồi. Ổ ông gừng nè cả nhà ơi. Quá trời tổ ông gừng rồi. Điệp quay hôm nay Điệp quay bằng cái điện thoại nó hơi lắc nha. Để Điệp lấy cái cục sữa dừa của Điệp cái. Đây. Rồi. Lấy cái cục sữa dừa. Điệp cầm tay bằng cái điện thoại, hôm nay Điệp quay bằng điện thoại nó cũng hơi lắc nha cả nhà. Khi mà lên lấy kênh Út Được TV nha. Cái cây nó hơi nhỏ mà. Quá trời luôn anh biết tổ ông mà cả nhà ơi kìa. Đó, tay đào quá không có gum đi lên được nữa. Ôi quá trời Khiêm ơi, ấy tao chịu hết nổi rồi. Ồ cái đầu mặt nó nằm trong kìa Khiêm. Quá trời cả nhà ơi, cái tay đẹp tao gum lên không có được đó nhà, thấy không, cái đầu mặt nằm trong. À, hình như nó chạy kèo bên kia nó nữa đó nghe Khiêm. Ui da quýnh đẹp rồi. Nó chạy kèo ở bên kia quá đau tay à. Ui da. Quá trời luôn. À, biết luôn rồi. Hết biết rồi. Ông lớn hết biết lớn luôn. Ây da cái tay đau quá trời ta. Đi nó có gung có mờ có lắc, mong anh em thông cảm nha. Tụi ông bên đây nè, bên đây nó không có chạy kèo Khiêm ơi. Điệp phải dùng khối nha. Ây da đau quá, cái tay Điệp đau quá cả nhà. Ây da con ong nó dính vô giò rồi. Ây da hai ba con luôn kỳ với ta. Điệp quay không được rồi, không thành công rồi. Ây da nhất. Ây da cả nhà, ây da gỡ cái mũi kim vô ở dưới giò cái. Ây da quá trời luôn rồi, chích giò cắn. Ây da nó đau, cầm điện thoại cầm hết được luôn rồi. Đau quá quá trời đau Khiêm ơi. Ây da không không đau quá trời, cái tay cái giò da cái tay chích cái tay nó gung cái tay luôn rồi. Cầm điện thoại nó hơi gung nghe cả nha, không có nhà thông cảm nha. Ây da hết biết luôn rồi. Ây da rồi, tụi ông là cắt hoàn thành rồi, cũng được tầm giá nửa lết mặt ha. Bắt cái nhà, bắt cái. Dạ. Bắt một cái bột màu xanh nữa, nó không nhân cái nhà không thấy rõ nè. Quá trời, cũng được. Mùa mưa mà kiếm gì cũng im nghe bạn. Cũng được rồi. Dạ, dạ cái giọt cái giọt sưng ha hết trơn rồi, đi ha hết được rồi nè anh em ơi. Dạ, giọt. Đi không mang cái dép lên. Không mang dép, giờ anh chích hai cái giò quá trời luôn. Ê Khiêm cầm giùm anh cái cục sữa dừa đi nó đi Khiêm. Rồi, giờ Điệp up video nha cả nhà ơi. Thì hiện hồi đó, có gặp tổ nữa rồi, quay cho cả nhà xem nha. Quá trời ơi. Thôi giờ Điệp up video. Rồi lên. Không có tổ này dán ra kiếm được chừng nữa lít mặt coi cả nhà ơi. Ông bằng quá trời ông bằng. Điệp cũng thành thật cảm ơn cô dì chú bác anh chị á, trong thời gian qua đã ủng hộ và xem clip của Điệp nha. Điệp thành thật cảm ơn cô dì chú bác anh chị rất nhiều nha. Tay đau quá trời tay đau. Bó chặt quá. Bó chặt quá không biết có cháy nổi không. Tại đau quá.
Ây da, lên đây trúng cục cọp, anh em thông cảm nha. Ôi trời, ông bằng này. Ủa không cháy trời. Ây da. Không quay được tổ ông rồi. Lên đây nó trúng cục cọp cái nè. Ui da, ông bằng quýnh trời. Ui da, ông bằng quýnh vô tay. Ông bằng như một về luôn. Bằng như một về trời. Ui da. Trong cái có mặt coi. Ông bằng nguyên về. Có mặt coi. Ây da. Ông bằng quá quá trời, ông bằng ra quýnh trời. Ông bằng kìa cả nhà ơi. Phải biết ông bằng rồi. Ông bằng. Ây da, quýnh 2-3 mũi trời. Ngon lành cả nhà ơi. Ây da, mệt. Thấm ra ca cái từng lễ nay không có miếng mặt nữa. Đăng 5-6-7 cái video rồi. Thôi chả mừng á. Hôm nay có mặt hơi vậy là mừng rồi cả nhà ơi. Ui ui. Ngon nghe. Ngon nghe cả nhà. Kiếm nửa lít mặt ơi bà cậu ơi. Thấm rồi. Đăng video không có mặt. Ông bằng quá vậy. Ông bằng à. Ủa ông bằng ở dưới giò đẹp luôn rồi trời. Má ơi. Ông bằng. Cắt cổ luôn đi. Ui da. Ui da quýnh 2 mũi luôn. Này sư huynh nào có thẻo trước con dao rồi nè. Chạy kèo luôn trời. Hai mũi rồi. Tô ông nó nhỏ mà đưa bọc chà bá. Có mặt cả nhà ơi. Im quá. Không được chuyện xị mặt gì à. Cũng được rồi. Được rồi cả nhà ơi. Được cả xị mặt kìa. Bây giờ điệp up video cả nhà ơi. Hồi gặp tổ nữa điệp quay cho cả nhà xem nha. Rồi có anh Thanh ảnh ảnh hỗ trợ nè. Này phan nha nha anh. Tình thương mến thương nha. Tại tay cái điệp hơi đau quá. Ai da. Đứng lên nha. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Điệp lên nha anh em ơi. Có ông bằng không? Lên đây nó trúng kêu cập cập, anh em thông cảm nha. Hốc ẩu này ẩu thứ hai nè anh em ơi. Nói chung dưới này cũng có đi nhanh tay thì hốc trước, chậm tay thì thua. Để tìm vị trí lên. Anh tên chảnh mạo ông nó xuống rồi thì không kịp được cũng thuê. Ôi có ông bằng. Rồi. Ôi có ông bằng anh em ơi. Ghê quá. Ây da. Ây da. Có ông bằng. Trời. Có ông bằng anh em ơi.
sợ lắm. Đại kỹ nhất nó. Gió quá, gió đốt cái này nó khó quá. Gió quá nghe anh em, thông cảm nha. Anh tránh giá cho giữ gió được nha. Có ông bằng thì mới đốt ở đây. Quá trời ông bằng luôn rồi. Có về giờ đây. Lên anh em ơi. Ôi ôi kìa, nó bay không nổi rồi. Ây da, trúng tay rồi. Anh em ơi. Ui ui da, quýnh. Trời 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 trời. Ui ui, ông bằng. Ui da, quýnh mũi rồi. Hai mũi luôn rồi. Ừ, tụi ông trên đó kìa. Biết sao quay được. Quá trời. Anh em thông cảm nha, điệp leo lên đây nó có trứng lên kêu cọp cọp nha. Da nóng giò. Da nóng giò. Thổng giò trời. Da nóng giò. Nó đi lên anh em ơi. Gặp tới ổ ong rồi. Gió quá gió. Ủa, ổ ong đóng ngoài kia kìa. Gió quá gió. Địch quay tổ ong cái anh em ơi. Đến bên tổ ong rồi. Đóng ở dưới dạ cái cây này nè. Tụi ông cũng to lắm, để đẹp quay cái nha anh em. À da, chúng máy á. Anh em thông cảm nha. Đó. Ủa nó hì. Hì dạ anh em ơi. Ủa tụi ông. Biết rồi. Anh em thấy không? Khủng lắm ạ. À. Không biết có mặt nó hay không nha. Mấy là quan trọng nha. Tại vì đây nó hơi bịch quá. Bịch lên nó trúng cọp máy móc đồ gì. Nó che mấy cái lá cây nó che mắt camera lại á. Không anh em thì cả nhà thông. Trời ơi cái miệng. Thông cảm cho Điệp nha. Đéo mệt mà cà lâm quá trời cà lâm. Đó, anh em thấy không? Ui. Ui. Ừ, nó bay ra anh em ơi. Kế bên, luôn. Bây giờ. Chết ủa trời. Ôi trời trời anh em ơi, trời cây té anh em ơi. Trời 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 chút xíu nữa à. Chút xíu nữa à anh ba ơi. Anh thấy té không? Ôi ôi trời, nhánh cây nó bị. Sao cái chà màu vàng, dòng vàng cái nhánh bành kia mà nó giòn quá trời ta. Ghê thiệt anh em. Hú hồng hú vía, ăn cơm bao khía. Quá trời cây anh em ơi. Không có thấy đường. Nên để cắt được. Bẻ trong ống. Bây giờ chúng cây nè. Nên thấy không? Con này nó cũng hung quá nè. Anh em thông cảm nha. Tao đóng ở trong lùm á. Ừ có mặt không biết nữa. Ừ. Chưa thấy đầu mặt nữa anh em ơi. Cây không mà lên không được tức quá. Cây không anh em. Thôi nè. Này không có bò lên được. Để quay được cái đầu mặt anh em xem. Ồ, được anh em ơi. Ồ, được. Một chút. Giờ tháng mưa mà. Vì đây cũng quá ngon lành cành đào rồi. Chứ biết sao giờ anh em ơi. Chứ giờ đi bắt ong mà. 9 tổ, 2 tổ rồi. Mà toàn là nó cũng hơi bị khô với nó bị không có mặt. Đa số là như vậy đó anh em.
cũng được anh em ơi. Hai tổ chắc dồn lại cũng cũng được chắc cả. Cả thị à. Ủa cả gần được nửa lít mà. Ôi ông. Cái điệp nằm á, điệp không có quay được cái đầu mặt. Chứ thằng nó cục mặt nó nhỏ quá. Lục nó là quay mắt. Thía tỉnh cái miệng. Mắt. Cỡ á. Trời làm trời ta. Cái hai miệng. Ồ. Xíu mặt hả trời. Ôi. Đâu nhiều dữ. Má ơi. Xíu mặt anh em ơi, nó buồn đau á. Mà cởi đi. Có được giọt hay giọt về uống trà luôn. Nhiều thì giờ bán à. Để trang trở cho những ngày sắp tới. Lo cho các con nhỏ, anh em nào cũng gì hết, như các anh em đồng nghiệp nào cũng gì hết. Nhưng mà ít mặt mình dồn lên được nhiều tổ. Chứ biết sao giờ. Tháng mưa mà. Hên thì được tổ được nửa lít. Còn không không hên á, không may mắn thì được có bao nhiêu nè, đó, dài tóc mặt, mà leo trèo nó nguy hiểm, nó cực khổ nữa chứ, chưa kể cái chuyện ông bằng, rồi ông gừng đánh, miền Trung bắt cái anh nó gọi là đốt nha, rồi chưa kể là leo mệt mạo hiểm, nói chung cuộc sống mưu sinh mà tại Điệp không có than nha, tại Điệp nói như vậy thôi nha anh em. Mong các anh em hiểu và thông cảm cho Điệp nha. Hôm nay Điệp đi xuống vùng miệt thứ Kiên Giang, đi chung với anh Ba, với anh Thanh, với kênh Úc Đực TV, với Điệp, cũng với cùng đồng hành là một cái vỏ, cái máy, vỏ máy đậu với anh em ngồi dưới. Tụi ông này nói chung là cũng không hiền mà cũng không chịu tình cái miệng. Rồi, Điệp up video đi, xuống dưới đi anh em ơi. Bây giờ leo xuống hơi xa quá, Điệp rút ngắn thời gian nha. Tại vì Điệp quay tới 2 tổ ong á. Xuống dưới quay thành quả anh em ơi. Ong nó rút lại quá trời. Cái này nó rớt nó nghẹp rồi. Lấy lụm, lấy ong dây chì lại. Cũng được cả gần lít rồi ta. Cũng im lắm. Vậy. Cái xích nhẹ te là đâu rồi. Trời ơi trời con mặt chấm vô không? Trời ơi trời con mặt nè. Quá trời đỏ luôn các bạn ơi. Đỏ ha. Quá trời cả nhà ơi. Trời ơi trời. Này có mong anh đẹp gì anh quậy nước ảnh với mấy đứa bé đâu uống bậy nữa nhưng mà. Cuộc sao ông nó khổ như vậy đó. Trời mặt đỏ nó ngon à cả nhà. Nè đỏ ha. Đỏ ao luôn vậy. Nó giống như đường mía coi phải là ta bỏ cục đường mía vô trong đó không? Kìa dám nấu bao ông mía của anh kìa. Dám là mà rõ ràng luôn rồi. Cái vườn mía cả nhà ơi, quá trời vừa cái vườn mía rồi. Dám hút qua ba cái bao mía à. Bây giờ Điệp cũng xin gửi lời chị ăn chúc đến cô dì chú bác bị các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp trong thời gian qua đã ủng hộ xem clip kênh của Điệp nha. Điệp thành thật cảm ơn cô dì chú bác anh chị rất nhiều lắm nha. Thì giờ Điệp cũng xin up video tại vì thành quả thì trời nắng thì bắt thì nó được nhiều, trời mưa thì ít. Thôi mong cả nhà xem clip và thông cảm cho Điệp nha. Điệp cũng bye bye, hẹn cô dì chú bác anh chị clip tiếp theo nha. Điệp bye bye cả nhà nha. Rồi anh Thanh bye bye cả nhà nè. Anh Út là anh Út. Rồi em cảm ơn hai anh đã cho em ngày trải nghiệm thật là thú vị ở vùng miệt thứ Kiên Giang.